Cán bộ phải kê khai tài sản người thân là một cách phòng chống tham nhũng. Thưa quý vị, cán bộ công chức không chỉ kê khai tài sản của mình mà còn phải kê khai tài sản của người thân. Khoản 1 điều 33 về nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập của luật phòng chống tham nhũng nêu rõ, không chỉ cán bộ, công chức, viên chức, những người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập của mình mà còn phải kê khai của cả vợ hoặc chồng, con chưa thành niên. Theo đó, tùy vào mức độ của hành vi, công chức kê khai tài sản của người thân không trung thực có thể bị xử lý nặng nhất là buộc thôi việc. Quy định này phù hợp với thực tế. Nhiều vị có vợ đứng tên tài sản lớn, không biết từ đâu ra, con chưa học hết trung học, chưa đi làm ra tiền, vậy mà có cổ phần, cổ phiếu, biệt thự, ô tô sang trọng, của cái đó cũng không biết tiền từ đâu ra. Nói không biết vậy thôi, còn muốn biết lại quá dễ. Chỉ cần bắt buộc khai báo đầy đủ, hỏi nguồn gốc tài sản ắt sẽ rõ. Nếu làm ăn thì làm gì, đóng thuế bao nhiêu, nếu đi làm thì làm ở đâu, lương bao nhiêu. Không ít cán bộ, công chức sở hữu nhà cửa, biệt thự lớn, ngay trước mắt thiên hạ như trêu ngươi. Nhưng luật pháp bó tay không sở được vì không có chứng cứ tham nhũng. Mặc dù ai cũng biết không thể có đồng lương công chức và đồng tiền lương thiện trong những tòa nhà đó. Của nổi như vậy, huống nữa của chìm. Đã có trường hợp cán bộ to mất chức do kê khai tài sản không trung thực. Đó là cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. Một bí thư tỉnh ủy là ủy viên Trung ương Đảng, sai là xử. Điều đó cho thấy sự quyết tâm chống tham nhũng của Đảng. Và đây chính là gương xấu để có cán bộ, công chức soi vào, lấy đó mà giữ mình. Từ gương xấu đó, bất cứ cán bộ, công chức có nghĩa vụ phải kê khai tài sản đều soi cho rõ để tự biết phải làm đúng theo quy định. Trong đó có kê khai tài sản của vợ, chồng, con cái. Người có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu trong kê khai, minh bạch tài sản và thu nhập. Phải giải thích rõ ràng, cụ thể nguồn gốc và biến động tài sản một cách trung thực, đúng quy định. Ai không làm đúng quy định xử lý buộc thôi việc. Chỉ có như vậy mới hạn chế được quốc nạn tham nhũng. Luật chỉ quy định kê khai tài sản của vợ, chồng và con, nhưng đó chỉ là giới hạn tương đối. Đôi khi, tài sản tẩu tán không chỉ là vợ con đứng tên, mà còn cha mẹ, anh chị em, kể cả cháu chắt. Với đề xuất biểu giá 5 bậc, tiền điện sẽ tính như thế nào? Kính thưa quý vị, theo Bộ Công Thương, với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, 98% số hộ sử dụng điện 710 kW trên tháng sẽ được hưởng lợi, còn dùng từ 711 kW trên tháng sẽ phải trả cao hơn. Khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc sẽ tăng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã trả lời xung quanh về đề xuất biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc. Ông Hải cho biết, điện năng là loại hàng hóa đặc biệt, sản xuất tiêu dùng diễn ra đồng thời. Việc lưu trữ điện năng đắt đỏ, tốn kém, nên việc duy trì quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt theo bậc là cần thiết. Theo ông Hải, khi huy động các nhà máy điện phát điện thì về nguyên tắc phải huy động các nhà máy điện có giá rẻ phát điện trước, nhà máy điện có giá đắt phát điện sau cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Thực tế áp dụng trong những năm gần đây cho thấy, việc áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo bậc đơn giản, song vẫn đảm bảo mục tiêu khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và tương đối phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Nói thêm về đề xuất biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, biểu giá điện mới tăng khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ ở bậc cao hơn nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, hạn chế một phần tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa. Cũng theo ông Hải, biểu giá mới có mức tăng giá giữa các bậc tương đối hợp lý, chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối là 2 lần. Với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, các hộ sử dụng điện từ 710 kW trở xuống, chiếm 98% số hộ, sẽ có tiền điện phải trả giảm đi so với biểu giá điện sinh hoạt 6 bậc như hiện nay. Nhược điểm của biểu giá bán lẻ điện 5 bậc là 2% với hộ sử dụng điện còn lại, tức các hộ có mức sử dụng điện cao hơn 711 kW trên tháng sẽ phải trả cao hơn. Mới đây, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp về thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới thay thế cho quyết định 28 năm 2014. Tiếp tục áp giá điện giờ cao điểm và thấp điểm. Liên quan đến việc áp giá điện giờ cao điểm và thấp điểm, theo ông Hải, hiện cách tính này vẫn cho thấy sự phù hợp, bởi đặc điểm của hệ thống điện luôn có sự chênh lệch giữa giờ cao điểm và thấp điểm của biểu đồ phụ tải. Sự chênh lệch lớn giữa giờ cao điểm và thấp điểm khiến hệ thống điện phải dự phòng lớn. Một số nhà máy điện được đầu tư chỉ cho vận hành cao điểm,
có số giờ vận hành ít nên giá rất cao. Việc điều hành hệ thống điện rất khó khăn, làm gia tăng thêm tổn thất điện năng, tạo ra áp lực vốn đầu tư lớn để xây dựng nguồn điện mới chạy cao điểm. Ngoài ra, việc áp dụng giá điện theo giờ thấp điểm và cao điểm đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới để giảm bớt nhu cầu phụ tải đỉnh của hệ thống. Trong các giờ cao điểm, để đảm bảo công suất, hệ thống điện quốc gia phải huy động các nhà máy tua bin khí chạy dầu có giá phát điện rất cao. Vì vậy, giá phát điện là cao nhất và giá bán lẻ điện cũng là cao nhất vào giờ cao điểm hệ thống. Việc áp dụng giá bán điện theo giờ cao điểm và thấp điểm cũng khuyến khích tiết kiệm chi phí sử dụng điện bằng cách chuyển phụ tải không cần thiết từ giờ cao điểm sang thấp điểm. Từ đó, giảm nhu cầu phụ tải toàn hệ thống trong giờ cao điểm, giảm áp lực vốn đầu tư xây dựng nguồn điện. Công ty xổ số lãi kỷ lục, người bán vé số phải xuống đường năn nỉ người mua. Quý vị thân mến, trái ngược với mức lãi kỷ lục của công ty xổ số là hình ảnh người bán vé số vẫn phải lao xuống đường năn nỉ người mua vé số. Nhiều công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam có tỷ lệ tiêu thụ đạt gần 100%, trong khi người bán vé số dạo, đại lý vẫn phải chịu đựng không dám trả lại vé số ế, vẫn phải ôm vé số ế. Bà Nguyễn Thị Năm, 69 tuổi, có thâm niên hơn 10 năm bán vé số tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, mỗi ngày bà nhận 300 tờ vé số len lỏi khắp các con đường, quán xá để bán và phải tìm mọi cách để bán hết, không hết thì ôm. Hồi trước, có nghe thông tin đại lý nhận lại vé số ế, nhưng thực tế không ai dám trả lại, mà trả lại đại lý cũng không nhận. Đại lý không ép lấy nhiều, tôi thấy bán cỡ đó hết thì lấy rồi phải cố bán cho hết. Mấy hôm mưa dầm quán xa vắng khách, chú mưa chừng ra 10 phút là tôi phải mặc áo mưa đi đến các chợ. Chợ đông người còn hơn, rồi người ta thấy trời mưa mà còn nhiều vé số, họ thương tình sẽ mua ủng hộ. Bạn Năm nói về kinh nghiệm bán vé số của mình. Nghe nói được trả lại vé số ế, nhưng tôi chưa từng trả lại bao giờ. Gần năm nay, tôi đã bị ôm vé số 4 lần mà không có lần nào dưới 500.000 đồng. Tính ra bán kiểu này, càng bán càng thiếu nợ, mà không bán giờ cũng không biết làm gì để có tiền trả nợ. Tương tự, bà Nguyễn Thị Mai, thành phố Cà Mau, mỗi ngày bán chỉ 100 tờ vé số, nhưng không bán hết, đành đi chia lại cho những người bán khác, chấp nhận lỗ vốn. Có khi cũng không ai nhận luôn, đành ôm vé số ế, coi như ngày đó không có cơm ăn, chỉ ăn mì đỡ ngày hôm sau đi bán tiếp. Một đại lý vé số tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho rằng một số công ty xổ số có tỷ lệ tiêu thụ hơn 99%, nhưng thực tế con số này chỉ 80% vé số là được người chơi vé số mua, số còn lại do người bán dạo, đại lý cấp 2 và 3 ôm lại dò lúc ế khách. Nhất là gần đây, kinh tế suy thoái, người chơi vé số mua giảm. Lúc trước, họ mua cả cặp là 12 vé, nay giảm xuống còn 5-7 vé. Đại lý cấp 2 cũng không dám trả lại đại lý cấp 1 vì mấy đại lý cấp 2 khác không trả mà mình lại trả thì đại lý cấp 1 sẽ cắt vé của mình hoặc đưa cho đại lý cấp 2 không trả vé ế hoặc giao cho đại lý cấp 2 mới. Tương tự, đại lý cấp 1 với công ty xổ số cũng vậy. Cho nên, theo hệ thống từ trên xuống bán, không hết thì tự xử lý. Người bán dạo không dám trả vé ế vì lỡ trả đại lý nhận nhưng họ sẽ cắt vé, đồng nghĩa với mất thu nhập. Còn người bán dạo nghỉ bán luôn, đi kiếm vé chỗ khác bán thì không có. Một số đại lý vé số tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, thất nghiệp tràn lan nên ngày nào cũng có người đến đại lý lấy vé số để bán, nhưng đâu có vé để giao. Vé số khan hiếm và hút hàng, không có người này thì có người khác bán ra nên công ty không lo thiếu đầu ra. Ông Lê Thanh Hải, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau cho biết, theo khảo sát của công ty xổ số ở Cà Mau thì một số vé tỉnh khác bán vào lúc chiều khoảng 3 giờ là đã không còn. Người nào còn đi bán là bán vé của ngày hôm sau. Mình khảo sát để biết tình hình căn cứ cụ thể. Tuy nhiên, ông Hải cũng thừa nhận trong buôn bán vẫn có một số người gặp khó khăn đột xuất không bán hết mà không cho trả thì cũng gặp khó khăn. Công ty sẽ tiếp tục yêu cầu đại lý nhận lại vé ế từ người bán dạo theo nghị quyết của Hội đồng xổ số khu vực miền Nam. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.